Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động Hội đồng Nhân dân tại thị trấn Trà Cú và xã Thập Sơn, huyện Trà Cú. Điểm tựa an sinh xã hội, mô hình mang lại nhiều ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới. Miền ký ức tuần này có phóng sự Thương nhớ bữa cơm quê, phản ánh tình yêu thương người con Việt khi nhớ về quê mẹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân thị trấn Trà Cú và xã Tân Sơn, huyện Trà Cú. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các ban Hội đồng Nhân dân thị trấn Trà Cú đã tổ chức 11 kỳ họp, qua đó đã thông qua 48 nghị quyết để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Riêng về hoạt động giám sát, đến nay được Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thị trấn Trà Cú tổ chức 7 cuộc giám sát thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hoạt động của câu lạc bộ môi trường của chi hội cựu chiến binh, việc cấp phát bảo hiểm y tế, công tác quản lý đối tượng và quỹ tái hòa nhập cộng đồng, công tác rà soát bình nghị hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra còn tổ chức giám sát các báo cáo của thường trực các ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các hoạt động thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Đối với Hội đồng Nhân dân xã Tân Sơn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng đã tổ chức 14 kỳ họp, qua đó đã thông qua 53 nghị quyết và cũng đã tổ chức 7 cuộc giám sát về giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sử dụng và quản lý đất công, việc thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản cho người dân trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh yêu cầu Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân thị trấn Trà Cú và xã Tân Sơn quan tâm đến công tác lưu trữ văn bản, công tác thẩm tra giám sát, đặc biệt là theo dõi việc khắc phục hạn chế thiếu sót sau giám sát đối với đơn vị chịu giám sát. Bên cạnh đó, việc tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân phải được thực hiện đúng luật định nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân. Ngày 16 tháng 8, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Cầu Ngang vừa tổ chức đại hội thành lập Hội người cao tuổi huyện Cầu Ngang lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo tại đại hội cho biết, từ năm 2016 đến năm 2024, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Cầu Ngang đã trân trọng các tổ chức các mạnh thường quân hỗ trợ gần 11.000 phần quà, trị giá trên gần 4 tỷ đồng để thăm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Kết hợp các địa phương cất mới gần 800 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho người cao tuổi gặp khó khăn về nhà ở. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đường Quang Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang đề nghị Hội người cao tuổi huyện Cầu Ngang tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, vận động người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao gương sáng và những kinh nghiệm của người cao tuổi tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là cần phát huy mạnh mẽ phong trào người cao tuổi về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể có hiệu quả như tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cũng trong ngày 16 tháng 8, lãnh đạo huyện Cầu Ngang đã thăm và trao tặng 13 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng cho trẻ em có cha mẹ bị chết do dịch bệnh COVID-19. Tặng 13 phần quà, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng cho gia đình có người thân là lao động chính bị chết do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn kinh phí do lãnh đạo huyện Cầu Ngang vận động các tổ chức, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Hôm qua, ngày 17 tháng 8, huyện Trà Cú tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024. Đây là lần đầu tiên trong năm nay huyện Trà Cú tổ chức thi tuyển công chức trên địa bàn huyện. Tham gia kỳ thi lần này có 72 thí sinh là cán bộ bán chuyên trách đang công tác tại các xã thị trấn. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã thị trấn và các thí sinh đạt các tiêu chuẩn xét tuyển. Tham gia thi xét tuyển, các thí sinh trải qua hai vòng thi. Vòng thứ nhất, thí sinh phải thi các môn tiếng Anh, tin học và kiến thức chung. Đối với các thí sinh thi vào chức danh trưởng ban chỉ huy quân sự xã thị trấn, chỉ phải thi sát hạch và thi một vòng. Riêng các thí sinh đáp ứng đủ điều kiện miễn thi môn tiếng Anh hoặc môn tin học thì chỉ cần thi môn kiến thức chung theo quy định. Các thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 thi nghiệp vụ vị trí đăng ký công chức cấp xã. Sẽ thi vào ngày 8 tháng 9 tới để chọn ra 11 người đủ điều kiện bố trí vào 6 vị trí công chức cấp xã. Mục đích của cuộc thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 giúp cho huyện Trà Cú chọn những người đáp ứng được các vị trí công chức cấp xã
theo đúng Nghị định số 33 ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ. Huyện ủy Cầu Kè tổ chức thành công hội thi dân vận khéo năm 2024 cho các lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự và trung tâm y tế huyện. Tham gia hội thi dân vận khéo năm nay, các đội trải qua 3 phần thi gồm phần thi giới thiệu về đội, thi trắc nghiệm và thi tiểu phẩm. Các đội dự thi chọn chủ đề tuyên truyền hoặc tái hiện lại tình huống mô hình dân vận khéo tại địa phương, đơn vị mình. Những tình huống câu chuyện dân vận thực tế trong cuộc sống đã được giải quyết xử lý thành công tại cơ sở, đơn vị. Nội dung thi tập trung vào các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận khéo, các văn bản chỉ đạo của Ban dân vận tỉnh ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về công tác dân vận chính quyền, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, một số kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống thực tiễn trong công tác dân vận, xây dựng mô hình dân vận khéo, dân vận chính quyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị xã thành phố, hai giải nhì được trao cho xã An Phú Tân và ban chỉ huy quân sự huyện. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và 2 giải phụ cho các đơn vị tham gia hội thi. Lãnh đạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Tiểu Cần. Tại đây, đoàn được tham quan, tìm hiểu phương thức phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, giới sư cả, ban quản trị chùa Chắc Aron, ấp Đại Trường, xã Phú Cần trong việc triển khai tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tham gia thực hiện các mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường, mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên cánh đồng lớn và tham quan mô hình kinh tế gắn với du lịch sinh thái miệt vườn ở ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần của công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm. Đây là doanh nghiệp tiêu biểu của huyện Tiểu Cần kế thừa và tiếp nối ngành nghề truyền thống của người Khmer Nam Bộ trong việc thu mật qua dừa để chế biến, sản xuất nhiều sản phẩm nước uống từ mật qua dừa, được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP, hiện đang có mặt trên thị trường trong và ngoài nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tiểu Cần đã chia sẻ việc quy động lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến nay đạt gần 4,2 tỷ đồng. Nguồn vốn này được hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận các tiểu dự án về đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho hộ nghèo có điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, tiến tới thoát nghèo bền vững. Ông Đỗ Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, các mô hình này đã thu hút sự quan tâm và tạo ấn tượng sâu sắc về tính hiệu quả bền vững, giúp cho đoàn công tác có thêm kinh nghiệm thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu Minh Anh cho biết, đến nay công ty đã nhận 120 hồ sơ đề nghị được mua nhà ở xã hội và đã có 90 hồ sơ đã được Sở Xây dựng xét duyệt mua nhà ở xã hội tại công ty. Kết quả qua hồ sơ xét duyệt, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu Minh Anh đã bàn giao được 70 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo. Trung bình mỗi căn có diện tích sử dụng từ 40 đến trên 60 mét vuông và mỗi căn trị giá từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng. Trong đó có 40 hộ đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội. Theo kế hoạch, trong năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu Minh Anh sẽ tiếp tục hoàn thành 80 căn nhà ở xã hội và phấn đấu đến cuối năm sẽ bàn giao 30 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo. Được biết, dự án xây dựng nhà ở xã hội của công ty này có tổng diện tích trên 42.300 mét vuông, gồm 9 block chung cư nhà ở xã hội đáp ứng cho 1.118 căn hộ, một trung tâm thương mại 3 tầng, một khu nhà ở thương mại gồm 46 căn liền kề và một siêu thị phục vụ đời sống người dân sinh sống tại chung cư này. Ngoài ra, dự án xây dựng nhà ở xã hội còn có một khu vui chơi thể thao cho người dân nơi đây. Để giúp cho hộ nghèo có điều kiện mua nhà ở xã hội, đảm bảo được chỗ ở ổn định, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ cho vay vốn 80% với lãi suất ưu đãi và thời gian cho vay 25 năm. Đây là nhà ở được dành cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động, cán bộ dân viên đang làm việc tại các cơ quan ban ngành tỉnh chưa có nhà ở. Liên đoàn lao động huyện Cầu Kè kết hợp với công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Terra Solus Việt Nam vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao căn nhà mém công đoàn cho chị Thạch Thị Mỹ Xuyên, hiện cư ngụ tại Ô Tân B, xã Châu Điền, là đoàn viên công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Terra Solus Việt Nam đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được đầu tư xây dựng cơ bản có diện tích sử dụng hơn 50 mét vuông, kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng. Trong này, kinh phí do Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ mém công đoàn. Phần còn lại do gia đình đóng góp. Có được căn nhà ở ổn định sẽ giúp cho chị Thạch Thị Mỹ Xuyên an tâm lao động sản xuất.
Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Cầu Kè và Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Terra Sulit Việt Nam còn trao tặng một phần quà sinh hoạt cho gia đình chị Thạch Thị Mỹ Xuyên. Theo Liên đoàn Lao động huyện Cầu Kè, từ nay đến cuối năm 2024, đơn vị sẽ triển khai xây dựng thêm 3 căn nhà mém công đoàn cho đoàn viên cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, dễ nhỡ. Mỗi căn được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ mém công đoàn. Thưa quý vị, đảm bảo an sinh bền vững cho người lao động tự do từ việc tham gia bảo hiểm xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Với ý nghĩa nhân văn đó, nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực đã được lan tỏa. Trong đó có mô hình dân vận khéo 1+1 trong vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, hộ dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần triển khai là điểm sáng về giải pháp thu hút người dân, giúp họ chủ động tiết kiệm tài chính, sống vui khỏe khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Phạm Thị Oanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóm 6, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần cho biết, khi hiểu rõ ý nghĩa của mô hình dân vận khéo 1+1, giúp mọi người dân đều có cơ hội được hưởng chính sách hưu trí, đảm bảo an sinh khi về già, nên bản thân bà cố gắng làm, tiết kiệm khi lành, để dành khi đau. Mỗi ngày bà dành ra chục ngàn đồng để đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, bà còn chủ động đi tuyên truyền, và vận động người dân, hàng xóm, cộng đồng cùng tham gia. Bản thân thì cũng tuyên truyền cho chị em hội viên và cho quần chúng được nhiều hơn. Nhân rộng cái mô hình này mình thấy nó cũng là giúp đỡ cho những là bà con, nông dân để sau này về già thì cũng được có chính sách an sinh thì được hưởng cái chế độ là lương hưu. Rồi được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, nếu mà mình tham gia thì được hưởng, khi khám bệnh thì được hưởng tới 95%. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, hội tập trung triển khai phát động rộng rãi đến chị em chi hội trưởng, chi hội phó và tổ trưởng, tổ phó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho chính bản thân. Sau khi các chị tham gia thì tiếp tục đăng ký vận động thêm một người thân trong gia đình hoặc người thân quen khác đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là vấn đề quan trọng vừa đảm bảo an sinh, vừa chúng ta xây dựng tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh. Hiện tại là hội phụ nữ vẫn tích cực tuyên truyền, phối hợp để mà duy trì cái số người tham gia cũ, đồng thời là vận động thêm người tham gia mới. Thì cũng báo thêm với cái gì thì chỗ hội phụ nữ thì tích cực và phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc vận động là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không chỉ bảo hiểm xã hội tự nguyện mà cả về bảo hiểm y tế để mà làm sao mà đảm bảo góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết của huyện. Mô hình dân vận khéo 1+1 trong vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, hộ dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mang lại hiệu quả rõ nét trong việc vận động nhân dân, hội viên phụ nữ hiểu đúng lợi ích, ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước ta về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn dân. Gia đình tôi là buôn bán. Mỗi tháng là tôi đóng 297.000, thì tôi thấy cái mức bảo hiểm này là cũng vừa là tôi tích lũy là một ngày chỉ có 10.000 là tôi đủ đóng bảo hiểm rồi. Thì tôi sẽ về khi mà về tôi đủ tuổi tôi sẽ được hưởng lương hưu và được hưởng bảo hiểm y tế. Tính đến nay, mô hình dân vận khéo 1+1 đã được nhân rộng ra tất cả các xã thị trấn trong huyện Tiểu Cần. Hiện có hơn 1.000 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 6,2%, vượt xa chỉ tiêu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần và bảo hiểm xã hội huyện đề ra. Hướng tới thì hội sẽ tiếp tục thực hiện cái mô hình 1+1 là cái mô hình dân vận khéo, là các chị sẽ tuyên truyền vận động hội viên để thực hiện cái mô hình này, và đồng thời nữa thì vận động những cái chị mà đã ngưng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì vận động các chị là không nên rút cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ra, mà để khi nào có điều kiện á, thì các chị sẽ tham gia tiếp để được cộng dồn cái năm bảo hiểm vào, khi mà đủ cái năm bảo hiểm và đúng cái tuổi hưu thì sẽ được lãnh lương hưu. Trong cái thời gian tới thì về phía ban chỉ đạo mô hình dân vận khéo của huyện thì sẽ tiếp tục là phối hợp với các ngành
thì triển khai cho các cái tổ chức đoàn thể còn lại, làm sao cho cái mô hình một cộng một này nó càng lan tỏa sâu rộng hơn nữa đến với tất cả các hội viên đoàn thể trên địa bàn của huyện. Cùng với mô hình một cộng một, huyện Tiểu Cần sẽ tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, để không ngừng làm chuyển biến đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân.